Những gì chúng ta được nhìn thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay phải nói là rất cảm xúc. Thị trường tăng 18,35 điểm lên mốc 1.200 điểm, mà cái mốc này là một mốc cản tâm lý của thị trường của chúng ta. Sau bao nhiêu năm cứ vượt qua rồi lại thụt xuống, vượt qua lại thụt xuống. Có thể nói là những cái giai đoạn mà chúng ta đi qua 1.200 ấy, nó để lại rất là nhiều dấu ấn. Có thể những nhà đầu tư sau này khi nhắc về 1.200 thì ai cũng sẽ nhớ, đúng không anh em? Và thị trường của chúng ta ngày hôm nay bùng nổ cực mạnh với rất nhiều các mã cổ phiếu của các nhóm ngành. Nghe em thấy ở đây là nhìn qua biểu đồ thì cũng lác đác là có mã đỏ thôi. Thực chất là chúng ta thấy là toàn là tím và xanh, đúng không ạ? Thị trường ngày hôm nay kéo rất là tốt. Đó. Thì ở cái video cuối tuần thì Công Dũng cũng chia sẻ với anh chị em mình. Ở một cái video này vào chiều ngày thứ sáu thì Công Dũng có nói là thị trường của chúng ta bình phục và tuần sau bùng nổ. Khi mình chia sẻ như vậy thì rất nhiều anh em đang chờ đợi đáy hai, có nhiều cái ý kiến trái chiều. Thực sự là anh em không thể tin là trước lễ thị trường nó lại đánh lên hoặc nó từ từ nó bỏ lên. Và thị trường từ từ bò lên thì đó là một trong những cái kịch bản mà Công Dũng đã đưa cho anh em ở trong cái video cuối tuần này để anh em nắm được. Và thực chất là chúng ta đánh cổ phiếu ấy là chúng ta phải đi theo dòng tiền lớn, chứ chúng ta không nên ngồi đoán đỉnh đoán đáy làm gì anh em ạ. Khi mà chúng ta có những cái dự báo về thị trường có thể tạo đáy, tuy nhiên dòng tiền nó không chịu nghỉ, dòng tiền nó không chịu ngừng, dòng tiền nó vẫn liên tục vào các mã cổ phiếu, thì anh em là phải đi theo dòng tiền, chứ anh em không thể nào anh em ngồi ngoài mà anh em đoán được chỉnh đáy hai. Và có một anh ở trên Zalo, anh có comment mình là thị trường bùng nổ đi đâu, bùng nổ xuống ruộng à em. Thì xong anh ấy có vẽ một cái bức ảnh, đó là thị trường chỉnh về đáy còn sâu hơn là cái đáy 1.150. Xong mình mới comment lại một câu, đó là mình bảo là ồ, 90% mọi người đều nghĩ như anh, đều nghĩ về cái kịch bản này anh ạ. Đó, thì mọi người hiểu ý nghĩa của cái câu mà mình nói chưa? Khi mà đám đông ấy, người ta thường suy nghĩ về một điều gì đó thì điều đó thường là sai anh em nhá. Nên là khi có những cái cổ phiếu ấy, đám đông thường bàn luận rất nhiều về cổ phiếu đó, nào là tin tốt này, tin tốt kia, tất cả mọi thứ nó đều public cho đám đông được biết rồi thì sẽ còn không còn ngon nữa anh em ạ. Lúc đó là chúng ta cũng nên âm thầm là chúng ta chốt lãi thôi. Chúng ta không được hùa vào, chúng ta mua thêm mà chúng ta bảo à đám đông nhiều người công nhận quá. Cái đó anh em không nên là tham gia cùng, đúng không ạ? Và ở một cái thị trường này thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay VN Index của chúng ta tiếp cận MA10. Tiếp cận MA10 với rất là nhiều mã cổ phiếu nó tím, ví dụ như con ORS này, ORS này, FRT này, DigiWon này, những cái mã mà cuối tuần ấy Công Dũng đã liệt kê cho anh em ở trong video. Thì anh em cũng có thể là chúng ta đã nhặt được những cái cổ phiếu đó để kiếm lợi nhuận rồi. Thì cũng chúc mừng anh em đã nhặt được cổ phiếu. Còn riêng bản thân Công Dũng ấy thì anh em thấy là trong ngày thứ sáu nhá, trong phiên giao dịch ngày thứ sáu ấy, đấy, và lúc hơn 1 giờ thì Công Dũng có khuyến nghị anh em mua thêm Novaland này, mua SSI này, mua AGRMBS CTS này, mua VND thêm này. Đấy, đấy là những cái mã cổ phiếu mà Công Dũng nghĩ là anh em mua nó sẽ ổn, đúng không ạ? Ngày hôm nay Novaland thiếu tí thì nó lại sánh ngang với DXG. Nhưng mà không sao anh em ạ. Khi mà một cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy cái xu hướng của nó khỏe thì sau những cái nhịp cân bằng nó sẽ là những cái con cổ phiếu nó kiếm lợi nhuận cho chúng ta. Nên là anh em, riêng anh em mà đi cùng Công Dũng thì anh em không bao giờ sợ phải lỡ nhịp anh em ạ. Có thể những cái nhịp mà chúng ta cẩn thận về cổ phiếu, chúng ta chốt lời cổ phiếu, nhưng ngay lập tức có những tín hiệu xuất hiện là chúng ta lại tham gia trở lại anh em nhé. Thì đó là cái cách giao dịch của Công Dũng đấy. Thế nên là ngày hôm đấy thì anh em thấy là mua AGMBS CTS này, thì trong những cái video ấy thì Công Dũng cũng có giới thiệu với anh em những cái mã cổ phiếu tiềm năng ở trong những cái video trước. Thì trước khi vào những cái bản tin chính hơn phân tích về thị trường cũng như ngày hôm nay, Công Dũng sẽ giới thiệu cho anh em ba cái mã cổ phiếu mà tiềm năng anh em có thể canh, giống như 5 cái con cổ phiếu tiềm năng cuối tuần Công Dũng đã tặng anh em ấy.
anh em nhớ phải xem hết video này nhé. Và anh em hãy để lại cho Công Dũng một lượt thích tại video, cũng như là một phần đăng ký kênh nếu anh em biết đến kênh của Công Dũng lần đầu. Và anh em có thể là tham gia Zoom cộng đồng. Ở đây Công Dũng có hai Zoom cộng đồng, một Zoom cũ và một Zoom mới. Khi nào Zoom cũ đầy thì chúng ta sẽ sang Zoom mới. Thì anh em cứ tham gia Zoom nào mà nó vẫn còn chỗ thì anh em vào tham gia cùng Công Dũng, đồng hành với nhau. Chúng ta có thể trao đổi, giao lưu với nhau thường xuyên trong phiên. Trong phiên thì mình sẽ mở chat và để giao lưu với anh em. Anh em nhé, anh em nào muốn thì anh em vào Zoom cộng đồng giao lưu Công Dũng. Còn anh em nào muốn tham gia Zoom khách hàng của Công Dũng ấy, Zoom khuyến nghị của Công Dũng ấy, để nhận được những cái mã cổ phiếu tiềm năng và nhận được những cái mã cổ phiếu đúng nhịp, thì anh em hãy liên hệ với Công Dũng. Anh em chỉ cần có tài khoản tại TCBS hoặc là VPS thì anh em sẽ gắn ID miễn phí. Còn anh em không muốn tham gia bằng hình thức miễn phí thì anh em có thể tham gia bằng hình thức hội viên trả phí. Đấy, thì anh em có thể là thấy mình phù hợp hình thức nào, anh em có thể nhắn tin cho Công Dũng nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì đây, trong cái video cuối tuần này, Công Dũng đã khuyến nghị cho anh em hai cái con cổ phiếu của dòng bán lẻ rất là ngon mà anh em có thể tham gia nhá. Đây, nên nhịp này chúng ta nên tập trung vào FRT và DigiOne. DigiOne thì nó chưa tạo đáy đâu, nhưng mà nó lấy lại M20 khá là nhanh, nó chỉ sau con FRT thôi. Thế nên anh em đặc biệt chú ý hai cái con này cho Công Dũng trong nhóm ngành bán lẻ nhá, FRT và DigiOne. Ngoài ra nhóm ngành chứng khoán chúng ta có thể để ý được con ORS này. ORS là một cái con túc tắc tăng rất là tốt ở đây, band đang bóp rất là chặt này, lấy lại M20 và tích lũy trên M20 thì rất dễ là nó sẽ có những cái nhịp nổ phía sau. Và anh em vẫn còn thời gian nhiều để anh em gom hàng những con như này để anh em. Đấy, anh em thấy không? Thì đó là một cái con ORS, một cái ví dụ mà cho anh em trong cái video ngày thứ 6 mà Công Dũng đã tặng cho mọi người ấy. Thì anh em thấy được rằng là sáng ngày hôm nay, thực ra thì Công Dũng sau cái phiên ngày thứ 6, Công Dũng lọc ra nó, Công Dũng thấy nó rất là đẹp và Công Dũng muốn tặng cho anh em luôn bằng cái ở trên video đó, và Công Dũng đã làm cái việc đó. Và đến sáng nay bản thân Công Dũng mới mua thêm con ORS này ở cái vùng giá đỏ, lúc mà nó buổi sáng nó cứ nhập nhằng ở giá đỏ ấy. Mình vào mình mua luôn. Anh em biết tại sao Công Dũng mua con này không? Bởi vì hôm thứ 6 thì Công Dũng có chia sẻ với anh em, Công Dũng có mua con MBF. Nhưng mà sáng nay thì mình cảm thấy cái con này nó hơi yếu, nó hơi đuối anh em ạ. Mình cảm nhận thôi, cảm giác thôi. Chứ còn về chỉ báo kỹ thuật thì nó rất là giống con AGR, rất là giống con CTS. Nhưng mà anh em để ý là con CTS ngày hôm nay tăng rất là tốt này, AGR nó còn xanh này, nhưng mà MBF thì cứ đỏ với vàng. Làm mình cảm thấy là có lẽ như là con MBF này nó đang hơi yếu thì phải. Thế nên là mình quyết định quay ra một cái phương án, đó là mình mua con ORS. ORS là một cái con mà Công Dũng khuyến nghị cho anh em, Công Dũng tặng anh em ở trong cái video ngày thứ 6. Thì mình quay ra mình mua con ORS này. Mình cũng chẳng nghĩ là ngày hôm nay nó tăng trần như thế này đâu. Bởi vì trong kịch bản của mình ấy thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta mua gom 1-2 phiên. Nhưng mà không ngờ là nó đánh nhanh thế anh em ạ. Bởi vì cái con ORS này đã từng có lần là mình đã trao đổi với một anh khách hàng rất là VIP của mình, và anh ấy cũng, anh em nói chuyện với con này thôi, bởi vì mình lỡ nhịp của nó một lần rồi. Anh em nói chuyện bảo là em có mua ORS không, bảo em thấy con này nó đánh yếu lắm anh ạ. Nhưng mà thực chất thì sau mình thấy nó trần liên tục anh em ạ. Cái đoạn này này, hai anh em nói chuyện với nhau ở cái đoạn này này, em có mua ORS không, con này anh thấy đang đẹp, nhưng Công Dũng nói là em thấy con này nó cứ đánh yếu kiểu gì. Nhưng mà thực chất thì ngày hôm qua, ngày thứ 6 ấy, thì Công Dũng soi là thấy cái con này khá là ổn. Và Công Dũng quyết định là Công Dũng sẽ tặng anh em cái con này. Bởi vì rất nhiều anh em là không để ý đến con ORS. Mọi người toàn để ý những con là VDS này, những con như CTS này, STS này. Nhưng mà con ORS này thì rất ít anh em để ý đến nó. Và Công Dũng cũng lọc trong bộ lọc của mình, và Công Dũng thấy là cái con này ấy, nó cũng đang tiệm cận cái đỉnh này, nhưng mà cái thế của nó khá là đẹp. Cái thế của nó thực sự là cái con ORS này nó rất là đẹp. Thế nên là Công Dũng mới khuyến nghị anh em để mua cái con này. Và trong Zoom khách hàng VIP ngày hôm nay thì Công Dũng cũng có khuyến nghị anh em mua con ORS, đúng không ạ? Đây, ngày hôm nay thì bản tin mình chỉ chúc anh em ngày mới vui vẻ thôi. Còn mọi thứ thì mình cũng đã nói trong video rồi. Có những cái kịch bản mà mùng 2 tháng 9 thì mình nghĩ là nó sẽ là một cái kịch bản túc tắc đi lên. Còn nếu mà nó có nhịp điều chỉnh ấy, thì nó sẽ điều chỉnh vào sau ngày lễ.
Thế còn trước lễ thì chúng ta sẽ có những cái nhịp mà nó cứ kéo với thanh khoản thấp thôi, nó không có nhiều dòng tiền nó tham gia để nó kéo, nên là nó sẽ túc tắc nó đi lên như vậy đấy. Và có một điều nữa là mình cũng quyết tâm mua con này thêm. Thực ra thì cái thông tin này sáng nay mình mới biết anh em nhé. Đấy, và đây SSI phát hành thêm 104 triệu cổ phiếu tương đương 7% này, VCI 2 triệu cổ phiếu, ESOP giá 12k này, VND 243 triệu cổ phiếu này. Đây, nói chung là ORS phát hành riêng lẻ thêm 200 triệu cổ phiếu tương đương 100%. Thì mình có nốt cho anh em này: SSI, VND, ORS mọi người có thể quan tâm được. Và VCI phát hành ESOP cổ đông thì cổ đông chẳng được lợi gì cả. Nói cách khác, nó là móc túi cổ đông để công ty được hưởng lợi, những cái ban lãnh đạo trong công ty được hưởng lợi, những cái nhân viên trong công ty được hưởng lợi. Chứ bán ESOP thì cổ đông có được mua đâu, đúng không ạ? Nên là cổ đông là người chịu thiệt thòi. Thế nên là anh em thấy là những cái cổ phiếu như VCI này ngày hôm nay thì nó cũng chẳng tăng được mấy anh em. Một là nó chạm ở đây rồi, nhưng mà nó cũng có những cái thông tin nó mới ra, nó làm cho người ta cũng ít quan tâm đến cổ phiếu này. Đó. Và anh em mình cũng có nốt cho anh em là HPX chiều mọi người có thể canh lấy tỷ trọng nhảy nhỏ, tỷ trọng nhỏ nhé, quanh M20 giá 5.6 cũng trừ. Và nhà đầu tư cầm nhiều tiền mặt có thể mua này: GAC 22.5 cộng trừ này, DIC 26.8 cộng trừ này. Lúc 11 giờ nhé anh em nhá, lúc 11 giờ nhá, các cổ phiếu nó chưa chạy nhiều đâu, mới chỉ loanh quanh 1-2% thôi. SHS này dưới 17 này, ORS 16.6 17 cộng trừ này. Đấy, tỷ trọng thì thăm dò 30% trước. Đấy, còn thì thế. Thì trong ngày hôm nay thì tất cả những cái cổ phiếu này thì mình cũng đã khuyến nghị cho anh em trong Dũng khách hàng VIP. Thực ra thì nhiều anh em cứ bảo là sao Dũng không cắt ghép ảnh mà lại cứ show hết cả những cái mình nói trong Zoom như thế này. Thì thực ra thì khi cắt ghép ảnh thì anh em có thể anh em chế cháo được, anh em chỉ cắt những cái đoạn mà anh em nói tốt thôi, còn đoạn nói xấu thì anh em lại giấu đi được, đúng không? Nhưng mà với cái mình quen rồi, cái thói quen của mình thì mình cũng quen cái này rồi đấy. Có gì thì show ra cho anh em nào cảm thấy phù hợp thì anh em về làm khách hàng VIP đấy, thì anh em phải nhìn được hết rõ trong Zoom nói cái gì, làm cái gì, đúng không ạ? Chứ anh em nhìn mấy cái ảnh thì anh em biết được đâu là khi chúng ta cắt ảnh thì chúng ta toàn cắt những cái phần tốt thôi, phần xấu thì chúng ta giấu đi, đến khi anh em vào Zoom rồi thì anh em mới biết. Và ở đây ấy, anh em nào muốn vào Zoom của công Dũng ấy thì đây tất cả mọi người đều nhìn thấy, mỗi cái bản tin mà buổi chiều về ấy, thì anh em đều được xem hết trong Zoom là nói cái gì, làm cái gì để anh em biết, đúng không ạ? Đấy, thì công khai minh bạch thế thì mới mới có được nhiều anh khách hàng đồng hành với mình, thực chất là hiểu nhau, đúng không ạ? Chứ chúng ta không phải giấu giếm nhau điều gì cả. Đấy, tiếp theo là những cái mà chúng ta phân tích ở đây ngày hôm nay ấy. Những cái cổ phiếu này thì rõ rồi, nhưng mà anh em thấy này, những cái con như đất xanh này, nó là một cái con leader mà Công Dũng luôn nói với mọi người rồi, nó là một con leader của dòng bất động sản trong giai đoạn này. Thực sự là anh em cầm những con như đất xanh ấy, thì chúng ta không phải ngại đâu. Cái đỉnh tháng 8 của nó ở quanh cái vùng 28.5 cơ. Thì đối với đất xanh ấy, thì nó đang từ từ nó sẽ tiến về những cái vùng này, nó sẽ tiến về những cái vùng đỉnh của ngày 28, của tháng 8, đó là cái vùng giá 28 cũng chưa. Thì đó là cái kỳ vọng xa hơn của chúng ta trong vài tháng tới. Còn thực chất ấy, thì đất xanh nó còn một cái vùng cản ở đây nữa nha anh em nhé. Vùng cản đâu đó quanh cái vùng 24 25. Thì đó cũng là một cái mốc mà anh em có thể là anh em tiến hành chốt lời khi mà anh em đã có lãi nhiều quá đối với đất xanh nhá. Thì đấy là những cái mà mình phân tích các cổ phiếu riêng lẻ cho anh em. Bởi vì là ngày hôm nay thì mọi người thấy này, dòng tiền nó lan tỏa DGC này, cực kỳ kinh khủng, cực kỳ mạnh mẽ. Con DGC này này, cái điểm mua mà mình nhắn cho anh em ấy ở cái vùng giá 74 anh em có nhớ không? Anh em còn nhớ cái con DGC mình đã nhắn cho anh em mua ở quanh cái giá 74 không? Dưới 74 là chúng ta mua được không? Anh em còn nhớ con DGC này không? Đây này. DGC này. Đây. DGC này, 74 cộng trừ này. Đấy, anh em mua được con DGC 74 cộng trừ này. Đấy, thì anh em thấy là những cái điểm mua của DGC ấy, chúng ta xuất hiện khi mà cái cổ phiếu đó nó vào cái vùng giá, những cái vùng giá mua gom chúng ta mua được. Thì đối với DGC thì anh em thấy là bây giờ đã vùng giá 83 rồi. Đối với cổ phiếu này rất là khỏe nhá. Đối với DGC thì anh em thấy là bây giờ 83 thì chúng ta mua làm sao được, đúng không ạ? Chúng ta mua quanh 74. Đấy, nó rũ một nhịp, ngay sau đó nó lấy lại được M20. Và sau đó là nó tăng bứt tốc luôn. Nếu mà anh em mua quanh 74 thì bây giờ cũng được khoảng hơn 13% rồi. Đối với anh em nào mà đã
mua được những cái cổ phiếu này theo những khuyến nghị của Công Dũng đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào phân tích thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay nha anh em nhé. Đầu tiên là anh em sẽ cùng Công Dũng đi phân tích thị trường, sau đó là Công Dũng sẽ tặng anh em ba mã cổ phiếu mà Công Dũng nghĩ là nó sẽ tiềm năng cho anh em để anh em có thể mua nha anh em nhá. Thì anh em nhớ xem hết video này mà để lại cho Công Dũng một lượt thích đi anh em nhá. Mọi người chịu khó bấm thích cho Công Dũng, tại vì là cái lượt thích đấy nó là miễn phí nên anh em bấm thoải mái, anh em bấm một lần thôi, anh em một lần hoặc hai hoặc ba lần hoặc là năm lần hoặc bảy lần, nên anh em đừng bấm số chẵn nha anh em nhá. Thì đấy, đây chúng ta vào xem thị trường nào. Thị trường ngày hôm nay đã tiếp cận với MA10 ở cái mốc đó là 1199 điểm. Thì thị trường hôm nay đóng cửa 1201.72 với thanh khoản là 19.000 tỷ. Và ở cái điểm này ấy, thì chúng ta thấy là thị trường của chúng ta đang giống một cái giai đoạn đó là cũng một ngày mùng 2 tháng 9, chuẩn bị đến ngày mùng 2 tháng 9. Anh em có nhớ là cái giai đoạn nào không? Cái giai đoạn đó chính là mùng 2 tháng 9 của năm 2021. Ở đây chúng ta có những cái nhịp này của thị trường nhá. Đây là ngày 27 tháng 8 này. Đây là ngày 30 tháng 8 này. Và đây là ngày 31 tháng 8 này. Và tiếp đến là ngày mùng 1 tháng 9 này. Nhưng mà năm nay có một điều đó là chúng ta được nghỉ từ ngày mùng 1 tháng 9. Và chúng ta chỉ giao dịch đến hết ngày 31 tháng 8 thôi. Thế nên là mọi người nhìn này. Trước mùng 2 tháng 9 thị trường của chúng ta cũng gãy một nhịp. Gãy một nhịp. Sau đó nó túc tắc nó đi lên. Nó túc tắc nó đi lên. Và đến ngày mùng 6 tháng 9, ngày mở bát sau phiên giao dịch ấy, thì thị trường tăng thêm một tí nữa. Rồi nó vào một cái nhịp điều chỉnh nhẹ. Sideway, phải nói là sideway. Sideway sau đó nó về, nó test lại cái vùng đáy này. Đấy, cái vùng 1150 mà nhiều anh em đang chờ đợi ở đây. Có thể ra lễ nó sẽ vào những cái kịch bản như thế này. Để anh em nắm được nhá. Còn Công Dũng nghĩ là từ giờ đến ngày lễ thì thị trường nó sẽ túc tắc nó đi, nó vẫn tăng. Còn anh em nào mua bán ấy thì anh em hãy mua trước lễ, chứ anh em đừng để ra lễ rồi anh em mua. Ra lễ anh em mà mua ấy, nó vào những cái kịch bản này thì chúng ta làm sao mà có ăn được anh em. Nó đi sideways ở đây. Nó đi sideways ở đây thì anh em không đánh được đâu nhá. Và nhất là có những cái nhịp có thể nó sẽ rơi xuống để nó test. Anh em để ý không? Nó rơi xuống để nó test lại gần cái vùng đáy này. Nó test lại gần cái vùng hỗ trợ này. Đấy, thì anh em hãy chú ý cái nhịp này của chúng ta nhá. Mọi người thấy này, sau một cái nhịp rơi này, cân bằng trở lại này, túc tắc bò lên này. Đấy, thì sau đó túc tắc bò lên MA20 này, tích lũy trên MA20 này, rũ một nhịp sau đó mới đi lên. Thì hiện tại chúng ta thì sao? Hiện tại chúng ta thì chưa bò lên MA20. Nhưng mà những cái nhịp này này, từ giờ đến ngày lễ còn vài ngày nữa, bò lên MA20 là quá đẹp cho một cái kịch bản này anh em nhá. Còn không, một cái kịch bản thứ hai, nếu mà chúng ta chưa kịp lên MA20 chúng ta ngồi, thì nó có thể là nó sẽ bò dưới MA20 này, chạm MA20 rồi nảy lại, tích lũy ở đây biên độ này, sát MA20. Lúc đó MA20 bẻ xuống làm cái nền tảng đỡ cho cái đường giá. Sau đó nó sẽ đi lên nhá. Một là nó đi lên, hai là nó rũ một cái trước khi đi lên. Và cái nhịp rũ này sẽ là cái nhịp gom hàng tiếp cho anh em. Thì đó là những cái kịch bản của thị trường trên cái phương diện, trên cái góc nhìn phân tích kỹ thuật của Công Dũng, để anh em mua bán cổ phiếu. Và những cái cổ phiếu riêng lẻ của chúng ta ấy, thì chúng ta phải chú ý giai đoạn này mọi người nên tập trung cho Công Dũng vào nhóm ngành đó là bất động sản, chứng khoán và bán lẻ. Anh em biết không, trong danh mục của Công Dũng bây giờ có Novaland, có VND, có SSI, có MBS, có ORS, cho đến 4 con chứng khoán. Nhưng mà thực ra thì Công Dũng muốn chỉ mua là có 2 con chứng khoán như SSI và VND thôi. VND thì Công Dũng đã khuyến nghị cho anh em cái con này rất là lâu rồi. Công Dũng vẫn mua nó từ giá 19 và hôm vừa rồi ấy, Công Dũng có mua thêm nhá, có mua thêm vào hôm thứ 6 cùng anh em đấy. Thì thực ra cái con này thì Công Dũng nghĩ là cái dư địa của nó cũng còn khá là nhiều. Thế nên là anh em cũng cần phải đặc biệt chú ý đến nó nhá. Chú ý đến VND và con ORS ngày hôm nay anh em thấy rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một món quà tặng cho anh em vào cái video ngày thứ 6. Thực sự ngày hôm nay mình cũng khá là bất ngờ đối với con này. Nhưng mà rất may mắn là mình đã tặng cho anh em rồi. Đúng không ạ? Mình đã tặng cho anh em để anh em có thể là anh em nhặt cái con cổ phiếu này ngay từ buổi sáng. Đúng không ạ?
tất cả mọi thứ chúng ta đều có sự chuẩn bị. 2 ngày cuối tuần anh em có thể suy nghĩ về những cái con cổ phiếu mà mình muốn mua. Và ngày hôm nay Công Dũng muốn lấy thêm một con chứng khoán để thay thế cho con MBS, thì Công Dũng quyết định lấy con ORS mà đã khuyến nghị cho anh em ở trong phiên ngày thứ 6. Đấy, MBS thì thực ra ấy, nó cũng là một con rất là đẹp anh em nhá. Thực ra thì con này là một con rất là tuyệt, nhưng ngày hôm nay mình thấy nó hơi yếu thôi, đấy là cái cảm giác của mình. Còn không biết là hàng về ngày mai nó có yếu hay mạnh thì không biết, ngày mai về mà vượt đỉnh kéo chả muốn bán anh em ạ. Thì đấy là cái quan điểm của Công Dũng và cái góc nhìn mà muốn đưa cho anh em ấy, được những cái phân tích kỹ thuật và chúng ta đánh giá được những cái cổ phiếu mà mạnh yếu thế nào anh em nhá, để anh em có thể mua. Còn nhìn chung về ngày hôm nay thì tất cả các cổ phiếu của chúng ta đây này, FRT nhắc cho anh em này, ngày hôm nay này buổi sáng mình cũng có nhắn cho mấy khách hàng mà chưa có cổ phiếu nào chơi, mình có nhắn cho mọi người là mọi người có thích bán lẻ không, bán lẻ mọi người vào nhặt FRT ngay đi, lúc đó là giá đang loanh quanh khoảng 0.mấy% này, thì ngày hôm nay đến buổi chiều thì nó cũng kéo, có lúc nó kéo lên 6%, đối với con này rất là khỏe. Đấy, DDV thì anh em cũng có thể chú ý cho con này này, dòng phân đang rất là tích cực, dòng phân đạm đang rất là tích cực và DDV cũng có thể sẽ là một cái con nó bùng nổ và nó vượt qua cái vùng này trong sớm muộn thôi nha anh em nhá. Thì anh em cũng để ý con DDV, nó là hàng penny. VRE hôm nay rất là tích cực anh em này, VRE đã chạm M20 này. Thực ra thì cái con VRE này nó đang rất là đẹp, nó đang lên rất là đẹp, nhưng mà nó bị rơi xuống cùng nhóm nhà VIX thôi, thì những cái con này thì chúng ta cũng có thể chú ý được nhá. DGS này, con ngựa xích thố của Công Dũng, thì con này ấy, Công Dũng sẽ canh những cái nhịp để Công Dũng bắt lại đối với DGS cho anh em. Còn đối với ba cái cổ phiếu ngày hôm nay Công Dũng muốn tặng anh em ấy, ba cái cổ phiếu ngày hôm nay nhá, thì Công Dũng muốn tặng anh em là những cái con cổ phiếu như nào. Ngày hôm nay thì Công Dũng muốn tặng cho anh em cái con KBC này. Công Dũng đã vẽ sẵn cái kịch bản của nó ở đây. Nếu cái con này nhá, cái con này thì Công Dũng nghĩ là nó lại là tiếp tục là một con leader của nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp ở trong nhịp sắp tới đấy. Bởi vì chúng ta thấy là Manh Nha có những cái nhịp mà lấy lại M20, tích lũy trên M20 và nó đang có xu hướng là nó chuẩn bị nó vượt cái đường trên giảm này. Thế em cũng đặc biệt chú ý con KBC này cho Công Dũng. Nếu mà cái con này ấy, nó dắt nền thêm 1-2 phiên nữa ấy, thì chúng ta có thể là chúng ta lấy con này để chờ nó vượt qua cái vùng trendline giảm này. Thế nên là anh em hãy chú ý con này nhá. Và một con nữa cũng khá là tiềm năng, đó là PDR. PDR đã lấy lại M20 được 3 phiên rồi anh em nhá. Tích lũy trên M20 được 3 phiên rồi. Với volume là cạn dần đi này. Band đang bóp rất là chặt vào này. Con này nó giống kiểu con ORS ấy. Nó giống con ORS. Nếu mà anh em quan tâm đến con này ấy, thì rất dễ nhỉ. Boom, nổ giống con ORS. Nó rất giống này, ORS nhá. Đấy, chúng ta hãy đi tìm những con cổ khỏe mà đang có cái dấu hiệu. Đây này anh em thấy này, band này bóp này. Ở đây là Công Dũng phân tích cho anh em cái việc band bóp chặt vào này. Đấy, thì Công Dũng có nói là nó sẽ ngung hoàng và nó sẽ nổ như này. Thì ngày hôm nay nó cũng đã nổ và dòng tiền cũng đã tham gia trở lại. Anh em nào ngày hôm nay mua tại nền ở đây thì khá là ok và rất là yên tâm đối với con này. Con này nó đánh rất là sốc cho anh em nhá. Con này rất là sốc. Và một con nữa chúng ta có thể để ý, đó là con QNS này. QNS này, cái giá đường thì Công Dũng nghĩ là nó sẽ có nhiều cái sự biến động vào trong cuối năm nay. Thì anh em nào quan tâm con QNS này, anh em có thể để ý khi nó tích lũy ở trên M20 nhá. Tích lũy được trên M20 này, lúc nào cái đường tím này nó bẻ cong lên, bắt đầu nó chuẩn bị cắt cái đường màu đen này. Tím là MA10, nó chuẩn bị cắt ấy, thì rất dễ là cái con này này, đây này, nó giống kiểu này. Đấy, tích lũy xong mà cái band này nó bóp chặt hơn tí này, thì anh em có thể để ý con này. Và chúng ta thấy ở đây là đã có một đáy MACD rồi. Thì đây cũng là một cái tín hiệu rất là đáng mừng nếu chúng ta muốn mua cái con QNS này. Thì đấy là ba cái cổ phiếu mà anh em có thể chú ý trong cái video ngày hôm nay. Và cái nhóm ngành thép nhá, nhóm ngành thép thì anh em đặc biệt quan tâm con HSG cho Công Dũng. HSG là con đầu tiên nó đã lấy được lại MA10 này. Và sau đó chúng ta quan tâm đến những con như NKG, nó chưa lấy lại được, thì tức là con này nó sẽ là con yếu hơn đúng không ạ? Chúng ta đánh giá về sức mạnh của nó sẽ yếu hơn này. Chúng ta đánh giá vào Hòa Phát này, nó chưa lấy được, tức là nó là những con yếu hơn. Thì nhịp này muốn kiếm lợi nhuận nhiều và mạnh từ nhóm ngành thép thì anh em phải đầu tư vào con HSG nhá. Và ngày hôm nay trong cái list này của Công Dũng thấy cái con POM nó cũng tím đúng không anh em? Đây là một con penny thôi. Đấy, chúng ta đảo qua xem TLH này, TLH yếu nha anh em nhá. SMC này yếu nhá. TVN yếu, có mỗi con HSG thôi. HSG anh em cứ tập trung vào con này đánh cho Công Dũng nhá.
Còn anh em nào quan tâm đến dòng thủy sản ấy, dòng thủy sản anh em có thể quan tâm đến con IDI này cho công dỗ. Thực chất là cái con này ngày hôm trước là nó trần cứng luôn, nó trần cứng. IDI cũng là một lựa chọn nhá, MACD sắp tạo đáy rồi này đó, thì chúng ta cũng phải để ý con này. Còn con mà đã lấy lại M20 và đứng ở trên M20 ấy, là VSC. VSC là một cái con mà công Dũng đánh giá là trong những cái nhịp gần đây nó là một cái con là leader chạy trước, leader chạy trước, nhưng mà về cái yếu tố mà sức mạnh mà đánh cái sự hung hăng ấy, đánh cái sự mà tím trần ấy, thì phải gặp ông IDI. Ông IDI sẽ là một cái ông mà sẽ đem nhiều cây tím cho anh em vào giai đoạn sau. Nhưng mà nếu mà thủy sản đẹp nhất ấy thì nó sẽ xuống, nó test lại một tí như này đấy, sau đó nó đi lên. Thì nếu mà đây là một cái kịch bản đẹp nhất, và cái band này này nó phải bóp trở lại anh em nhé, nó phải bóp chặt trở lại này. Nó giống như những cái đoạn này, những cái đoạn bóp band chặt như này này thì mới là đẹp đối với IDI. Còn không thì chúng ta cũng có thể để ý VAC được, VAC cũng cần sự bóp band. Và những con thủy sản này thì công Dũng có nói anh em rồi, anh em nên tập trung đánh vào quý 4. Đối với các nhóm ngành xuất khẩu là chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận tốt từ nhóm thủy sản đấy. Thì anh em để ý các con cổ phiếu nhá, Vinamilk ngày hôm nay tăng rất là tốt này, phá chen giảm này, anh em thấy không, có những nhịp mà tăng xuống phá chen giảm, và cây này là cây đánh rất là căng. Nhưng mà cây này nhảy ra khỏi band quá nhiều rồi, nhảy ra khỏi giải Bollinger Band quá nhiều rồi thì rất dễ là nó sẽ bị đạp ngược trở lại. Thế nên là anh em cũng lưu ý những cái nhịp này chúng ta chưa mua được. TCD này đã quay, chuẩn bị quay trở lại cái nền tảng tích lũy. Con này thì rất là giống con IDI, anh em thấy rất là giống nhá. À, nó đang tích lũy dở thì bắt đầu là nó bị gãy cùng thị trường, thì bây giờ nó quay trở lại, bây giờ lấy lại M20 mà band bóp chặt ấy, thì anh em có thể là anh em cân nhắc anh em mua những con như này để kiếm lợi nhuận nhá. Tất cả những con này nó đều có sự tạo đáy, sự tạo đáy thì rất là an toàn cho anh em đó. Thì anh em hãy chú ý nhá, nếu mà thị trường ra hết lễ mùng 2 tháng 9 ấy, mà nó có những cái nhịp nó sideways đi ngang ấy, thì anh em chưa vội tham gia cổ phiếu đâu, thì rất dễ là nó sẽ rơi vào những cái kịch bản nó rũ lại thêm phát nữa nha anh em nhá. Nó rất dễ là nó sẽ rơi vào những cái kịch bản này, nó rũ lại thêm nhịp nữa, thì lúc đó anh em mới tham gia trở lại cho công Dũng nhá. Đây, ra lễ mà nó cứ nhùng nhằng nó đi như này thì chúng ta chờ một cái pha nó rũ lại rồi đâu đó tích lũy trở lại rồi chúng ta chiến anh em nhá. Anh em đồng ý với công Dũng không? Chúng ta hãy phải chờ đợi. Những cái nhịp này thì nó cứ đi như này thôi, nó cứ túc tắc tăng thôi, ai bán thì bán, ai mua thì mua, vẫn kéo cho anh em thế thôi. Còn ra lễ thì chúng ta chưa biết, ra lễ thì mà nó cũng đi theo kịch bản này thì nó rất dễ là nó sẽ phải rũ một cái nữa, kiểu như chuẩn bị bay ấy, thì nó phải rũ cánh, rũ hết cái bùn, rũ hết cái nước mà ngấm vào cánh đúng không, rồi nó mới bay được đó. Đó là cái quan điểm của công Dũng nhá. Thì anh em nào mà thấy phù hợp với công Dũng thì mọi người có thể tham gia Zoom khách hàng của công Dũng nhá, để chúng ta đồng hành với nhau. Và anh em nhớ để lại cho video này của công Dũng một like và một phần đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở bản tin tiếp theo.